Rồi cắt lúa chiều luôn nha các bạn. Hôm nay mưa bão quá trời à. Chung là gán giờ nào cắt giờ đó, không ngại buổi sáng hay buổi chiều gì hết các bạn ơi. Bữa nay có khá là nhiều máy nha. Để mình sẽ quay con máy này gần lại chút để cho mấy bạn dễ coi nha các bạn. Ở dưới giò trước mình có quay rồi, còn bên đây thì đang chạy lên là con 105 nha các bạn. 105 này khá là mới. Anh em cậu lúa đang mang lúa vô bãi chết nha các bạn. Đây cũng quá chiến nè. Bỏ cũng máy 70 đi đâu vậy ta. Rớt bao lúa hay gì à?
đang sang lúa nữa. Anh bà anh chắc nướng cá à. Rồi, máy 70 blade đang chạy xuống luôn nha các bạn. Tài xế xăm mình luôn. Tài xế mập. Cái đường cắt mà chạy ngang cái là bắt đầu nước nó chảy xuống như này các bạn, lúng rất là sâu. Ở đây có một em cá bị tả tàu rồi. Mới quận cái mất tiêu luôn. Thank you.
sẽ leo lên nóc luôn rồi. Rồi tiếp tế được dầu đó các bạn. Cắt phải nhờ qua nhờ lại mới được nha các bạn. Rồi thôi, mình sẽ kết thúc video này tại đây nha các bạn ơi. Anh em mình sẽ làm lại máy rồi mới bắt đầu cắt nha các bạn. Châm dầu châm nhớt cho cẩn thận rồi mới đi cắt nữa. Hết rồi.